Trái đất Khăn Ni xin kính chào tất cả các anh chị khán thân mến. Cả nhà mình đang cần tìm một căn nhà phố ngay trung tâm quận Gò Vấp, giáp ranh với quận Tân Bình, Tân Phú, và cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ từ 10 đến 15 phút di chuyển. Và ngôi nhà hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn duy nhất còn sót lại hiện nay, tọa lạc ngay vị trí góc hai mặt tiền đường trong khu nhà xây dựng cao tầng 100 căn đồng bộ mới, thuộc vị trí trục đường Nguyễn Tư Giảng, kết nối với đường Phan Huy Ích, đường Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp nha cả nhà. Tại đây mình di chuyển ra đường Trường Chinh, đường Cộng Hòa về sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần luôn. Và khu nhà lầu cao tầng này đẹp lắm, kết cấu chuẩn là một trệt một lẫn ba lầu, thêm ban công sân thượng bên trên. Trong này là đa số tập trung những mẫu nhà thiết kế theo kiểu hiện đại, xu hướng mới nhất cho năm nay luôn cả nhà. Và cả một dãy như vậy, chỉ có duy nhất một căn gốc hai mặt tiền đường, căn hiếm có khó tìm, còn được gia chủ mình đầu tư rất là chỉnh chu, nội thất cao cấp, xây dựng hoàn thiện, sổ hồng thì chính chủ công chứng mua bán trong ngày, mẫu kiến trúc hiện đại nè, mỗi tầng đều được gia chủ mình có chỗ ban công bên ngoài vô cùng thông thoáng. Và kế bên nhà mình đó là có mấy căn nhà đang mở văn phòng công ty. Vị trí này chúng ta vừa ở mở văn phòng công ty, spa, tiệm nail, tiệm tóc, hoặc có là kinh doanh mua bán online rất là thuận tiện luôn. Đường trước nhà của mình hiện hữu rộng từ 6 đến 7 mét đường trải nhựa, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Cả khu như vậy chỉ có vài căn gốc hai mặt tiền đường, và căn này là căn duy nhất ghẻ nhất trong khu này luôn cả nhà, một trệt một lẫn ba lầu. Đây đây, đẹp chưa? Đã là căn gốc hai mặt tiền đường mà gia chủ mình còn thiết kế rất là có gu và sang trọng luôn. Những cái ô cửa sổ, cửa kính, ban công, tận dụng tối đa của vị trí gốc hai mặt tiền đường. Và nhà mình á thuộc hai hướng chính nha cả nhà. Mặt tiền chính phía trước thuộc hướng chính là hướng bắc, hơi ghé tây nhẹ. Còn hướng bên hông này thuộc hướng chính là hướng đông nè, phù hợp khách hàng mình hướng mệnh đông tứ trạch hoặc là tây tứ trạch đều được. Với diện tích cho ngôi nhà là ngang 4, chiều sâu là 14 mét. Công năng sử dụng bên trong nhà rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công sân thượng đầy đủ. Và gia chủ đang rao bán cho ngôi nhà này với mức giá là 10 tỷ 680 triệu đồng. Giá còn thương lượng cho tiếp chủ nhà của mình nữa. Phần đi sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Một ngôi nhà phố được gia chủ mình đầu tư và thiết kế phải nói là nổi bật nhất khu phố luôn. Một trệt một lẫn hai lầu trên ban công sân thượng bên trên, tính ra nhà mình lên tới 5 tấm lận. Khu vực tầng trệt được gia chủ mình ốp đá cao phun mặt lên đây luôn, nhìn vô cùng sang luôn á. Và di chuyển vào bên trong ngôi nhà, tầng trệt được gia chủ thiết kế cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa sắt bốn cánh, bên trong thêm một lớp cửa cuốn nữa. Và nhà đã được gia chủ trang bị đầy đủ nội thất, mẫu kiến trúc hiện đại, mỗi tầng đều có chỗ ban công ở bên ngoài thông thoáng lắm. Cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa nè cả nhà. Đây, khu phố này có camera và nhà mình đã được gia chủ trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài. Tại khu vực tầng trệt được gia chủ trang bị cho mình phòng khách liên thông với khu vực radar ô tô, hoặc có là mặt tiền có thể là mở văn phòng công ty, kinh doanh mua bán online. Với mẫu kiến trúc hiện đại vướt vào bên trong nhà của mình, sử dụng cái tông màu trắng của nước sân tường, bên dưới là lót gạch bóng kiến chống trầy chống chân trượt 80-80 như cả nhà. Có những cái phân khối nhìn nó rất là có điểm nhấn luôn á. Hai phía bên thành tường của mình được gia chủ mình ốp gỗ, kết hợp thêm những cái phiêu chỉ, đèn chiếu sáng. Và đặc biệt đó là ngôi nhà của mình nằm ngay vị trí góc hai mặt tiền đường, cho nên mình có thêm một lối cửa bên hông nữa. Rồi chảy dài như vậy là những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài lấy thoáng, lấy gió. Và đặc biệt đó là có những cái khung sắt bảo vệ tương đối kiên cố và chắc chắn như cả nhà, rất là an toàn cho đại gia đình của mình khi mà an cư sinh sống. Và thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, ốp gỗ, tay vịn bằng trụ gỗ, lan can bằng sắt nè. Và di chuyển vào bên trong được gia chủ thiết kế cho mình phòng khách sử dụng tại tầng trệt đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Khoảng này được gia chủ thiết kế thông tầng nhìn lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm, trần chìm giật cấp, đèn led âm trần. Với mẫu kiến trúc hiện đại cho căn nhà phố này được gia chủ mình thiết kế cái tông màu trắng thêm màu kem, nhìn nó rất là nhẹ nhàng mà sang luôn á. Này, cái tông màu ấm nha cả nhà được gia chủ sử dụng cho căn nhà này. Khu vực mảng tường sofa được gia chủ thiết kế những cái phiêu chỉ, thêm hệ thống giấy dán tường. Và bên trên là cả nhà có một cái bộ đèn chùm á, hình những chú chim rơi rơi như vậy, nhìn rất là chill luôn á. Đó, gia chủ nhấn nhá từng ngóc cạnh bên trong ngôi nhà của mình.
ngang 4, chiều sâu là 14 mét. Và khu vực bên này mình có cái tủ tivi nè, đây nơi để tivi. Còn ban ngày mình có thể kéo rèm đó lên trên sẽ lấy sáng trực tiếp cho ngôi nhà của mình. Kính đấu hơn chúng ta kéo rèm che chắn xuống nha cả nhà. Một trệt một lẫn hai lầu thì ban công sân thượng bên trên, nhà lại thuộc hai hướng nữa chứ, rất là thông thoáng và mát nữa, căn góc hai mặt tiền đường. Và khu vực tầng trệt được gia chủ mình có thiết kế toilet sử dụng tại đây, dành cho khách khi đến chơi nhà hoặc là gia đình mình sử dụng. Toilet nhỏ nhỏ xinh xinh. Và đi di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan. Khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà, làm việc trực tiếp với chính chủ. Và từ bên trong nhà mình nhìn ra con hẻm bên hông nè cả nhà. Khu nhà lầu cao tầng xây dựng đồng bộ gần 100 căn, tương đối sạch đẹp và an ninh luôn. Đường thì rất là sạch sẽ luôn á, đường lại chảy nhựa nữa chứ. Và di chuyển lên tầng tiếp theo, đây thang bộ của mình. Đó, gia chủ thiết kế ngăn cách không gian khu vực radar ô tô và phòng khách bên trong nữa. Cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni tham quan thực tế phòng quán ngôi nhà, làm việc trực tiếp chính chủ. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà, khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ni đang có mặt tại gian tầng lẫn, được gia chủ mình dành thẳng riêng khu vực này làm gian bếp nè cả nhà. Trước khi tham quan cùng Hằng Ni chúng ta nhìn từ phía bên trên, nhìn thông tầng xuống bên dưới. Đây, đó chiều trưa với tông chủ đạo là màu kem. Bước vào bên trong nhà của mình nhìn rất là thoáng và nhẹ nhàng luôn. Cả nhà mình thích mà cái tông màu ấm, nhẹ nhàng thì ngôi nhà này rất là phù hợp. Và tầng lửng của mình được gia chủ thiết kế cho mình gian bếp tại đây, có bộ bàn ăn 6 ghế. Thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ là chất liệu gỗ An Cường. Trong đó mình có máy hút mùi nè, đầy đủ phụ kiện bếp nha cả nhà. Và những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài ban ngày là đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Đó, có bộ đèn chùm bên trên nữa. Ngồi đây bật đèn nhẹ nhẹ thôi, nhâm nhi một bữa cơm, gia đình mình quay quần bên nhau. Đây, ban ngày sẽ nhờ cái ô cửa sổ này á, ánh sáng cho chiếu rọi vào. Còn ban đêm như vậy mình mở cửa ra, không khí rất là thoáng và đối lưu luôn cả nhà. Rèm màn cửa đã được gia chủ mình thiết kế Hằng Ni thích những cái bộ rèm như vậy nè, thay vì bình thường những nhà khác á, là sử dụng rào rèm tre. Thì cái rèm này đưa vào bên trong nhà của mình nhìn nó nhẹ nhàng gì đâu quá cả nhà ơi. Và di chuyển lên tầng tiếp theo, gia chủ thiết kế cho mình có tổng là 4 phòng ngủ. Hoặc cái nhà sử dụng ít thành viên á, nhà mình ít thành viên thì mình sử dụng 3 phòng, còn một phòng mình để tiệc coi thiết kế thêm. Và em đang có mặt tại gian lầu đầu tiên, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Hai phòng, phòng phía trước và phòng phía sau nha cả nhà. Đây, cùng Hằng Ni chúng ta tham quan nè. Đó, trước khi di chuyển tham quan, hãy nhìn từng góc cạnh của khu vực thang bộ di chuyển lên đây. Phòng ngủ đầu tiên đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện, đầy đủ các trang thiết bị. Mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng bên trong. Đây, chúng ta có giường ngủ nè cả nhà. Hệ tủ tách đầu giường, tủ quần áo, âm tường vào bên trong khu vực này nè, sử dụng toàn bộ cho mình là chất liệu gỗ An Cường. Mảng tường á, được gia chủ mình ốp những cái phiêu chỉ á, nhấn nhá làm điểm nhấn. Và toilet sử dụng riêng bên trong mình có lavabo, rương soi, bồn vệ sinh và tắm hoa sen đứng và ốp rau bên trần lên trên luôn. Đó, xinh xắn chưa. Và bên đây là mình có một cái bàn trang điểm được gia chủ thiết kế bên trong này nè. Ban ngày sẽ nhờ cái ánh sáng thu vật cửa sổ này chiếu rọi vào bên trong á cả nhà. Nhà mà thích những căn góc hay mặt tiền vừa thoáng mà đầy đủ ánh sáng, mát mẻ thì ngôi nhà này nằm trong một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Hằng Ni di chuyển tiếp tục phòng ngủ tiếp theo. Bên dưới gia chủ mình còn lót gỗ dưới sàn của mình nữa chứ. Nó nhìn nó tông màu nó ấm áp lắm luôn á. Và Hằng Ni đang có mặt tại phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ hai đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ, ban công phía trước, những khung sắt bảo vệ được gia chủ thiết kế là cửa sinh pha, ban công di chuyển ở bên ngoài nè. Hệ tủ tách đầu giường cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển ra ban công xem thử nha. Đây, khu nhà lầu cao tầng tương đối an ninh nha cả nhà. Khu trong này là dân cư mình đã ở đâu đó khoảng gần full rồi, chỉ còn vài căn đang cao bán thôi, 100 căn mà đã bán hết rồi đó cả nhà. Khoảng 2 năm nay á,
và di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo rồi cả nhà mình cùng tham quan. Tủ quần áo để gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường này, đụng nóc lên trên luôn và không thể bỏ qua rồi. Toilet sử dụng riêng cho căn phòng này được gia chủ thiết kế phía bên trong giấu kính khu vực này. Mình có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên nè cả nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi tham quan thực tế phòng bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên tầng tiếp theo để tham quan một căn nhà phố ngay vị trí trục đường Nguyễn Thư Giãn kết nối với đường Phan Nhất, đường Trường Chinh. Di chuyển cái đường Cộng Hòa rồi mình đi về sân bay Tân Sơn Nhất tương đối thuận tiện luôn. Nhà mình là kế bên chợ, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đều có luôn á. Hằng Ly đang có mặt tại lầu tiếp theo, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước nè cả nhà. Phòng này thì tương đồng giống tầng phòng ban công ở phía bên dưới á. Cũng có ban công chỗ ra ngoài, bên trong phòng là đầy đủ các trang thiết bị. Đây, ban công di chuyển ra ngoài này, khu vực trồng cây, trồng hoa. Và trên trong phòng của mình đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Những cái ô cửa sổ nè cả nhà. Và toilet sử dụng riêng bên trong toilet của mình cũng đầy đủ các trang thiết bị luôn. Mình về mình lắp thêm một cái vách kính ngăn riêng nha cả nhà, khi tắm không bị phân nước ở bên ngoài. Và phòng tiếp theo, phòng này có thể là sử dụng làm phòng ngủ thứ tư. Nếu cả nhà mình cần thì gia chủ sẽ trang bị phòng ngủ thứ tư bên trong phòng này cho mình, hoặc là sử dụng phòng mà làm việc, yoga, đọc sách, uống trà, có thể là thiết kế làm phòng tập thể dục thể thao, phòng xông hơi đá nóng cũng được luôn. Bên này gia chủ thiết kế là lavabo đun sôi nằm phía bên ngoài. Và bên trong này cả nhà, bên trong toilet của mình đây đó, mình sử dụng làm phòng thể dục, tập thể dục thể thao cũng được. Và khiếu khu vực này, bên này thì mình sử dụng gia chủ thiết kế cho mình một cái tủ, như hồi ra mình về mình thiết kế phòng xông hơi bên trong này cũng được luôn nha cả nhà. Hoặc mình làm tủ quần áo, mình làm phòng ngủ. Ban ngày ở đây mà đọc sách uống trà thì không gian rất là chill luôn á. Nhà mình nhờ ngay vị trí góc hai mặt tiền đường, cho nên bên hông mình mở toang những cái ô cửa sổ ra bên ngoài luôn. Vừa bước vào nhà là thấy cái độ thông thoáng nè. Buổi tối hay buổi sáng gì đó thì mình sử dụng cái độ mát của gió trời. Rồi ban ngày thì nhờ cái ánh sáng tự nhiên, không cần sử dụng điện quá nhiều. Buổi trưa thì mình đóng cửa lại như cả nhà mình để sáng thôi. Nhưng mà nhờ nhà mình lại ngay hướng Bắc và hướng Đông nữa, cho nên hai hướng này tương đối mát luôn, không có bị nắng vào buổi chiều ở cả nhà. Cho nên mình mở cửa ra thì không tưới thoáng lắm. Và di chuyển tiếp tục lên tầng tiếp theo, đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Bên trên này có thể là sử dụng làm thêm một phòng ngủ hoặc là phòng thờ ông bà tổ tiên. Trước khi di chuyển thì Hằng Ly xin mời khách hàng mình cùng đi chúng ta quan sát ban công trước nè. Đây, khu vực ban công ngoài này là sử dụng làm khu vực giặt sấy, để máy giặt máy sấy, khu vực sân phơi. Có sẵn bàn trà, ghế ngồi này cả nhà. Và thang sắt di chuyển lên tầng tâm bên trên để đặt bồn nước, cái máy nước nóng năng lượng mặt trời. Đó, quầy tổ chức tiệc nướng BBQ, quầy bar mini nhẹ nhẹ cũng được luôn. Ngoài này thì gia chủ mình trồng cây. Đây, bàn trà, ghế ngồi. Và từ khu vực này di chuyển ra phía trước là phòng thờ ông bà tổ tiên. Thì theo phong tục tập quán của gia đình mình, có thể sử dụng làm phòng thờ hoặc là một phòng ngủ cũng được. Nếu nhà mình đông thành viên á, thì nãy giờ là nhà này sử dụng lên tới 5 phòng luôn cả nhà. Hoặc là mình mua để cho thuê, có dòng tiền thu nhập hàng tháng. Nhà mình mua để an cư, để ở thì mình làm sử dụng phòng thờ view ra đây. Phong thủy tương đối tốt luôn. Đây, có ban công phía trước nữa. Ban công nhẹ nhẹ phía trước đó nè cả nhà. Đây, đó, để bàn trà, ghế ngồi. Khu nhà dân cư ở huyện Hữu tương đối an ninh. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly tham quan thực tế và mua bán ngôi nhà làm việc trực tiếp chính chủ. Dạo này ngày nào cũng vào mùa mưa đó cả nhà. Ngày nào Sài Gòn mình cũng hay mưa hết chứ. Cả nhà khi di chuyển thì nhớ mang áo mưa theo. Một số khách hàng mình ở xa, mình vào Sài Gòn mình xem nhà thì mình tranh thủ mình đi buổi sáng hay là buổi chiều cho đỡ mưa nha cả nhà. Buổi tối thì bắt đầu hay mưa lắm. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Và Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn, một lời chúc đến đại gia đình của mình một năm 2024 vạn sự như ý. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt.
Bye bye.